Quá đẹp không cả nhà. Mình vừa thấy người ta ngồi mà vừa nhìn ra xa xa thấy những cái cánh buồm trắng, thiệt là đẹp luôn. Ra đây nhìn cảnh còn đẹp hơn nữa cả nhà ơi. Chiều rồi gió nó có mát mát. Ôi hồi nãy nóng quá. Wow, chừng hôm thấy quá, hôm chiều người ta ra người ta căng buồm người ta đi quá chừng luôn. Nhà ơi, mình quay tiếp ở góc khác nha cả nhà. Cũng bây giờ chiều mát rồi, hơn 6 giờ chiều rồi cả nhà. Đó cả nhà nhìn nè, chiều mát rồi người ta ra nhiều buồm, căng cánh buồm lên trắng xóa, đẹp không? Quá là đẹp luôn. Đây, đó toàn là những chiếc buồm căng buồm lên, đẹp không? Quá đẹp luôn phải không mọi người? Cả nhà ơi, mình quay, mình không phải chuyên nghiệp amateur, thành ra quay nhiều khi lúc nhanh lúc chậm hay là không được đẹp, cả nhà thông cảm nha. Nhưng mà đi thì không quay lại cho cả nhà, để đe cho mọi người xem thì cũng tiếc. Nhất là cái mùa corona này nè, không có đi hoài được. Đây con trai mình có nghỉ hè, thành ra mình dẫn đi chơi, mình cũng hơi lo nhưng mà cẩn thận chút. Đó, bây giờ là ở dưới những cái rặng cây, người ta có thể trải những cái tấm ngồi giống như là picnic vậy đó. Ngồi đây vừa nghỉ mát, vừa ngắm ra bờ hồ. Năm nào gia đình mình cũng đi tới chỗ này vài lần hết cả nhà. Mỗi năm thì đi Việt Nam nữa. Đi xong rồi đi Việt Nam, rồi đi Việt Nam trở qua rồi đi. Còn năm nay thì không có đi Việt Nam. Đi vòng vòng ở đây mình, ở khu Bayern của mình. Để đi được ở đâu thì mình quay lại ở đó cho cả nhà xem. Người ta gan không? Ta đem em bé nhỏ ra ngoài luôn. Con mình 8 tuổi rồi, mình cũng ông xã mình đòi mướn chiếc thuyền đi ra như vậy. Chiếc ta ấy đi ra còn hơi lo, lỡ ngã xuống một cái. Thank you.
Đây ở ngoài không biết sâu cỡ nào, nhưng mà ở đây mình đang đứng sát mé nè. Đó, cho cả nhà xem, thấy đá luôn. Mình thích quá những cái chiếc thuyền căng buồm lên trắng xóa ngay chỗ này, thích quá luôn. À, coi nè, người ta ngồi khúm khúm cách xa nhau, không dám ngồi gần đó. Xa xa cái khu để chơi cho trẻ em. Quá chừng thuyền trắng trắng luôn, hồi nãy tụ một chỗ bắt đầu giờ người ta chạy rồi đó cả nhà. Đó nè, quá chừng nhiều không, nhìn thấy đẹp quá chừng luôn. Hồi nãy ở trên chỗ bãi tắm là đầu trên, còn ở khúc này là mình đi xuống đầu dưới rồi cả nhà. Đó, còn chừng nào mình lên thuyền đó, nãy thấy thấy con thuyền to đó, mình lên thuyền mình chạy tuốt dài dài xuống luôn đó, từ ở đây nè chạy tuốt xuống luôn đó cả nhà, nhìn không có ranh giới gì luôn đó. Tưởng như là biển luôn á. Quá là đẹp luôn. Trước giờ mình đi nhiều lần rồi, chưa có lần nào mình thấy có nhiều thuyền như hôm nay vậy á. Nhiều thuyền buồm như hôm nay vậy đó. Nước trong xanh mát mẻ. Ở bên Đức 30 độ là quá là nóng luôn. Phải đi ra hồ hay đi ra bạc đồ chơi, chứ không thể ở trong nhà nổi, nóng quá. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp không? À, ở đây là Starnbergersee, là hồ, tên của một cái hồ. Khu này cách xa thành phố vài chục km. À, khu này là dân cư là giàu có ở không đó cả nhà. Ở Münich, đây là thuộc về thành phố Münich, Bayern. Quay trở lại một lần nữa cho cả nhà cùng ngắm những chiếc thuyền trắng xóa, chiếc buồm. Buồm thuyền hay nhầm lẫn với nhau đó. Cả nhà cùng ngắm qua nha. Ở đây tượng của một con gì qua cũng không nhìn ra nữa đó, cũng không biết ý nghĩa gì đâu.
Đó, còn phía bên đây nè, cả nhà thấy không, mấy chiếc tàu người ta đẩy che lại, đó là của những người người ta có tiền người ta mua hoặc để người ta thuê gì đó, người ta chạy đó. Cả nhà ơi, những cái chiếc buồm trắng này không những có màu trắng mà còn thêm những cái màu khác nữa, căng ra những cái màu xanh dương, xanh lá cây, màu đỏ, nhìn đẹp quá đi. Đẹp quá chừng luôn. Xin mời cả nhà xem những cái chiếc thuyền buồm nha, quá là đẹp luôn, không những màu trắng không mà còn màu này màu kia nữa. Lần đầu tiên qua thấy nhiều cái thuyền buồm như vậy. Thấy có đẹp không cả nhà? Trước giờ có ai từng ngắm những cái thuyền vậy nhiều vậy chưa? Những cái buồm nhiều vậy chưa? Đẹp quá trời luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức cảnh đẹp của Munich Bayern mình nha. Ở đây hồ Tansbergsee. Xa xa những cái khu thấy có dù, có rồi người ta ngồi, người ta ăn uống, ngắm ra hồ, thưởng thức gió mát. Rồi xin tạm biệt nha cả nhà.
Có người ta đi ngang qua phải chịu thôi cả nhà. Rồi kết thúc ở Steinberg Kỳ Xê ngay cả nhà hôm nay. Cả nhà phải về thôi. Gần 7 giờ chiều rồi. Ở bên đây mùa hè 9 giờ trời vẫn còn sáng.